Chín câu dưới đây là biệt. Tổng là biệt của tổng, biệt là tổng của biệt. Hai, hai hạnh đã vĩnh viễn đoạn tuyệt. Hai hạnh là phiền não hạnh và sở tri hạnh. Phiền não hạnh là phàm phu hiện tiền chỉ có phiền não. Bất cứ việc gì mà không như ý thì lập tức nổi giận. Nổi giận liền có phiền não. Phiền não từ đâu đến? Là từ trong sự ích kỷ lợi mình mà đến. Phàm việc gì đối với mình chẳng ích lợi thì nổi giận. Nếu có việc mà chướng ngại lợi ích của mình hoặc tổn hại danh dự của mình thì đều sinh phiền não. Nếu đối với tất cả mọi việc đều buông xả chẳng chấp trước, tất cả đều tha thứ khoan dung cho người, thì còn có phiền não gì? Cho nên phiền não nhẹ nhất cũng phải vĩnh viễn đoạn tuyệt, vì phiền não chướng ngại sự phát tâm Bồ Đề.